Xin chào, mình là Paul, mình biết gì mình nói đấy và chào mừng bạn đến với tập mới. Trong video này thì mình sẽ học cách nhận biết một đợt điều chỉnh hợp lệ. Nào, điều chỉnh hợp lệ là gì và cách nhận biết chúng ra sao? Tiêu chí nào mà bạn nên tuân thủ theo để xác nhận một đợt điều chỉnh hợp lệ hoặc là không hợp lệ? Thế như video trước mình đã đề cập tới là nhịp đẩy và nhịp điều chỉnh rồi, thì hôm nay mình sẽ đi sang là pullback. Thì pullback là một cái phần quan trọng trong cái việc xác định cấu trúc dựa theo bay của chân hát như này, và đây nó rất là quan trọng. Đó. Khi mà xác định pullback sai thì mình sẽ đi tới là xác định cấu trúc sai đó. Thì cái video này nó sẽ rất quan trọng vì là hầu hết các nhà giao dịch không thể biết được chính xác đâu là một cái nhịp điều chỉnh hợp lệ và đâu là không hợp lệ. Trong cái khái niệm tiền thông minh hay là smart money ấy, thì mỗi một cái di chuyển, mỗi một cái nến tạo ra thì nó đều có một cái lý do cụ thể nào đó để tạo ra những cái phía sau, ví dụ như POI hoặc là những cái cấu trúc những khu vực thanh khoản như chẳng hạn. Nói gì trong video này thì mình chỉ đề cập tới tập trung đến cái việc là nhận biết pullback thôi. Đã. Và khi mà mình hiểu rõ được cái pullback là như thế nào rồi thì mình có thể là dễ dàng đánh dấu cái cấu trúc của mình. Và khi mà xác định được cấu trúc rồi thì mình sẽ dễ dàng phát hiện ra những cái pha dẫn dụ hoặc là những cái pha mà nó build thanh khoản. Ok. Thì đầu tiên mình cần hiểu là pullback là gì hay là điều chỉnh là gì. Thì pullback là khi ví dụ như trong một thị trường mà nó đẩy lên hoặc là đẩy xuống thì nó đều được gọi chung là một cái xung lực đi. Gọi chung là một cái xung lực. Thì điều này rất là quan trọng vì một số người sẽ đánh dấu cái nhịp đấy là một cái nhịp điều chỉnh hợp lệ. Đây, nhiều người sẽ đánh dấu là cái nhịp xuống này chính là một cái nhịp điều chỉnh hợp lệ. Thì nhưng mà thực tế thì đây không phải là cái điều chỉnh hợp lệ đâu. Vì là để xác nhận được một cái nhịp pullback có hợp lệ hay không thì giá ít nhất nó phải lấy ra được cái mức cao hoặc là thấp nhất của cây nến trước đó. Ví dụ như đây là một cây nến tăng. Đây là một cây nến tăng. Ok. Và tiếp theo đó là một cây nến giảm. Ok. Rồi. Thì cái pullback thành công là ít nhất nó phải lấy ra cái mức thấp ở dưới này. Đó, nó phải quét qua cái mức thấp ở dưới này. Thì lúc đấy mới được tính là pullback thành công. Còn khi mà nó vẫn chỉ nằm trong cái cây nến chủ ấy thôi thì đây chỉ là một cái đợt di chuyển bên trong thôi chứ không được tính là pullback. Chứ không bao giờ được tính là pullback. Đó thì đây thường thì các bạn sẽ tính đây là những cái nhịp pullback thành công. Ok. Nhưng mà với cách của mình và với cái cách mà của chân hấp ấy thì pullback hợp lệ đó là một cái nhịp đẩy lên. Ok, sau đó là nó quét thanh khoản, nghĩa là nó lấy ra cái giá thấp nhất đây đang là nhịp tăng nhé, đây là nhịp tăng nhé, thì đây là cái mức giá thấp nhất của cái nến trước đó, đây là cái nến trước đó đây. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì ít nhất là cái nến tiếp theo nó phải quét xuống để lấy cái mức thấp này đi, nghĩa là để quét thanh khoản cái mức thấp này đi ấy. Đó. Thì lúc này mình mới được coi là một cái pullback hợp lệ. Thì cùng một kịch bản như vậy thì áp dụng với thị trường giảm giá thì cũng không khác gì, đó là nó phải lấy ra cái mức cao nhất trước đó, nó phải lấy ra mức cao trước đó thì nó mới được tính là hợp lệ, còn không thì nó chỉ là một cái sóng đơn thôi và nó sẽ không được tính là hợp lệ đâu. Đấy thì cái pullback này nó sẽ áp dụng cho tất cả những khung thời gian, tất cả từ 1 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ hàng ngày hoặc là hàng tuần, hàng tháng. Đấy, thì quy tắc nó sẽ giống nhau ở mọi khung thời gian. Thì bạn cần phải hiểu rằng là cái động lượng thị trường nó tăng ấy, thì ít nhất nó phải lấy ra mức thấp nhất của cái nến trước đó để xác nhận. Rồi là gì? Nếu mà động lượng là giảm thì giá nó phải ít nhất phải lấy ra cái mức cao của cái nến trước đó thì lúc đấy mình sẽ công nhận nó. Thì hãy để mình chỉ trên trạc với các bạn. Ví dụ như ok đoạn này. Rồi. Thì trước khi mà mình xét đấy thì mình sẽ bắt đầu từ đỉnh xuống đáy đi, từ đỉnh xuống đáy để cho nó rõ ràng ra một cái khung.
Rồi, thì trong lần này bạn có thể thấy điều gì xảy ra ở đây? Đỉnh cấu trúc là ở đây đúng không? Và cái cây nến mua cuối cùng chính là cây trắng này. Cây trắng này là cây nến mua cuối cùng. Và hai cây nến tiếp theo là sao? Nó không phá vỡ đỉnh. Nó không phá vỡ đỉnh, quý là nó không tạo ra mức cao hơn. Nó không tạo mức cao hơn. Vì vậy thì cái mức cần quét của mình là gì? Đó là mức thấp của cái cây nến trước đó đó. Đó, đây mức thấp đây. Mức thấp của cây nến cao trước đó. Thì cây xanh tiếp theo này nó đã lấy ra rồi. Thì ok, đây, đỉnh này sẽ được tính là gì? Đã full thành công. Nó đã được full thành công. Để bảo. Rồi, tiếp theo mình cứ đi di chuyển xuống tiếp thì tất cả ở đây nó liên tục tạo ra những mức thấp và nó có lấy ra cái mức thấp của cây nến thấp nhất hay không, đúng không? Thì đây mình sẽ đi xuống những cái vùng dưới này. Đấy, thì đến đây là nó cho mình một cây nến xanh, cây này là tạo ra mức thấp nhất. Thì đỉnh của cây thấp nhất đấy là ở vị trí trên này và nó có quét qua hay không? Không hề, không hề quét qua mà nó tạo ra mức thấp hơn là cây trắng, đúng không? Thì mình lại phải check cái đầu cái cao nhất của cây trắng này. Thế thì nó cũng là gì? Nó cũng có quét qua hay không? Cũng không hề quét. Thì mình sẽ để ý những cái trường hợp đặc biệt, đó là tạo ra hai cái đáy, hai cái mức thấp bằng nhau. Nếu mà mình gặp cái trường hợp mà nó tạo ra hai mức thấp bằng nhau này thì sao? Mình sẽ ghi đã tạo hai mức cao bằng nhau hoặc bằng nhau. Cao bằng nhau đối với xu hướng tăng, còn thấp bằng nhau đối với xu hướng giảm nhé. Chứ không phải là cao bằng nhau trong xu hướng giảm mà thấp bằng nhau của xu hướng tăng đâu. Mình đang xét đáy, đang xét mức thấp và đang xét mức cao mà. Thế thì cái này rất là nhiều người bị hiểu sai ý. Thế thì mình sẽ nói lại như vậy. Thế thì ví dụ như đây mình có ví dụ đi. Cái này nó không thực sự là bằng nhau lắm. Đấy, vì cái này nó quét xuống rồi đúng không? Đây. Ok. Rồi, đấy thì cây nến xanh này nó đã quét qua một tí rồi thì ví dụ là nó bằng nhau, nếu nhá. Nếu cái trường hợp mà nó tạo ra hai cái mức đáy bằng nhau này thì mình sẽ lấy cái cây mới nhất, thì là mình sẽ lấy cái mức cao của cây mới nhất để check, có nghĩa là cây này chứ không phải là cây trước đó, chứ không phải là cây trước đó, chứ không phải là cây trước đó. Đấy là nếu cái trường hợp mà nó tạo ra hai mức thấp bằng nhau. Còn như cái trường hợp này là cây xanh này nó đã tạo ra mức thấp hơn rồi, thấp hơn thì mình phải dịch chuyển nó xuống cây thấp hơn đó. Ok, thì khi cái thấp hơn rồi thì cây trắng tiếp theo này nó đã pullback thành công, nó đã quét qua cái đỉnh, thì có nghĩa là đây nó sẽ là một cái nhịp pullback thành công. Ok. Rồi, đấy, full thành công, đúng không? Và tiếp tục tạo ra những cái mức thấp hơn. Thấp hơn thì mình lại quay về mình check, đó là gì? Cây xanh này đầu tiên là thấp hơn, nhưng mà đỉnh nó có quét không? Không, mà là cây trắng. Cây trắng thì đỉnh nó đã quét qua rồi, thì ok, mình sẽ qua tiếp một cái mức cao. Ok, một cái lưu ý để mình check pullback đó là gì? Mình phải cần nó bót qua cái mức pullback cũ, nghĩa là cần nó phá qua cái mức pullback cũ để tạo ra mức thấp hơn đấy. Mình cần nó bót qua. Và bót ở đây là gì? Bót là khóa bằng thân nến, ý là nó đóng cửa bằng một cái thân nến ấy thì nó mới an toàn. Thì lúc đấy mình check con bách thì nó sẽ hay hơn là mình trồng dâu. Mình trồng dâu thì nó sẽ không uy tín cho lắm, nó không uy tín cho lắm. Đấy, thì ví dụ như sang đến tận bên này nó mới quét bằng thân cơ, thì khi xuống bên đây mình mới bắt đầu mình check pullback tiếp đó. Ok, thì bây giờ là cây trắng của mình là cây thấp nhất, nó đã quét thành công rồi. Ok, mình sẽ có một nhịp nữa rồi tiếp tục. Nó vọt lên, tiếp tục nó tăng lên, nó tạo ra những cái mức cao đúng không? Đây mức cao đây, cây trắng này mức cao này, thì cái trắng này cái mức thấp của nó có quét không? Không, không hề, mà nó lại tạo ra những mức cao hơn nữa, hay cao hơn nữa thì mình lại check thôi. Đến đây thì cái cây trắng đầu tiên này nó đã được cái cây xanh quét qua, thì ok, đây sẽ là một cái mức mà mình có thể đánh dấu được là một cái nhịp full thành công. Đó, thì nó sẽ như vậy.
mình sẽ có được một cái bản đồ về pullback dựa theo cái cách check của mình như như thế đó. Ok, đấy thì mình sẽ có là một cái biểu đồ pullback như vậy, đi từ trên đỉnh này xuống. Ok, đấy thì cái pullback này nếu mà một mình nó thì mình sẽ không dùng nó để giao dịch đâu, mà mình sẽ áp dụng nó để đi xác định cấu trúc, để đi xác định cấu trúc chứ không dùng để giao dịch đó. Rồi thì đây là giảm sang tăng, cả hai trường hợp check pullback như thế nào cho nó đúng, đúng không? Và những cái mà nó nằm bên trong hoặc là những cái pha mà nó không quét đấy, những cái pha ví dụ như thế nào, mình sẽ tìm một cây nến lớn và những cái nhịp mà di chuyển bên trong cây nến lớn đấy, thì nó chỉ là gì, những cái nhịp di chuyển bên trong thôi chứ không phải là pullback di chuyển bên trong một cây nến to bự. Ok, này thì tạo ra hai cái đỉnh bằng nhau rồi, kiểu di chuyển bên trong một này thì hầu như là nó đã giảm thiểu hết, đã pullback hết chứ không để lại giống như những cái khung lớn. Ok rồi, một vài cái hình thái của pullback đây, mọi người có thể xem cái hình này. Rồi đầu tiên mình có mức cao là cây xám này đúng không, và mức thấp của nó đã bị quét qua bởi cây đen tiếp theo, thì đây sẽ được tính là một cái nhịp pullback thành công. Tiếp theo nữa, một cái cây tăng tiếp theo là một cây xám, nó cũng quét qua cái mức thấp thì ok, cái mức thấp mới này cũng được quét, cũng được tính là một cái nhịp pullback thành công. Rồi tiếp theo nữa, cây tiếp theo không quét mà cây thứ ba, cây tiếp theo nữa nó quét thì ok, thành công, miễn sao mà nó không tạo ra mức cao hơn. Rồi tiếp tục, đây cũng như vậy, không quan trọng là màu nến nó là tăng hay nó giảm nhé. Tiếp theo, đây là cái trường hợp mà nó tạo ra hai cái đỉnh bằng nhau, hai cái đỉnh bằng nhau, thì mình sẽ lấy cái mức thấp của cái cây nến mới nhất, mới nhất có nghĩa là cái cây ở bên phải, cái nến tiếp theo mà bằng nhau ấy. Ok đấy, tương tự, còn đây là những trường hợp mà không phải này, có nghĩa là đây là cây nến cao nhất và cái mức pullback của nó, mức thấp của nó chưa hề bị quét qua thì nó sẽ không tính. Rồi tiếp theo nữa, đây cũng tương tự, chưa quét qua, rồi đây cũng chưa quét qua. Ok rồi, khi mà mình gặp hai cái đỉnh này rồi, cái mức thấp nhất của cái cây nến mới đấy nó chưa quét qua thì nó cũng không được tính là pullback. Đấy thì đây là một vài cái lưu ý về cái việc là xác nhận pullback thành công hay chưa. Đấy thì hy vọng rằng cái video ngắn này sẽ giúp cho mọi người dễ hiểu hơn về pullback. Còn những cái video trước mình nói về pullback có thể nó hơi 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 ngược nhau về khái niệm. Đấy thì khi mà cái video này có ý là mình làm cái video mới này thì hy vọng rằng là cái sự phân biệt phương bách và đi tìm phương bách nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, cảm ơn mọi người và hẹn mọi người vào những video lần sau. Mình là Paul, mình biết gì mình nói đó.